Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta hãy cùng mình quay trở lại với tựa game cùng ta luyện khí 10 vạn năm nha các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tân thủ cách chơi chuẩn và cách tăng lực tiến cho cái tựa game này. Thì đầu tiên để tăng lực tiến thì các bạn hoàn thành cái phần hướng dẫn tân thủ trước, sau đó thì các bạn tiến hành nhập cái code nha các bạn. Thì để nhận code thì các bạn vào trang rc.luyenkhi.vn. Thì trong lô trước thì mình có chia sẻ code và hướng dẫn cho bạn cách nhập cái code, thì các bạn cứ vào video trước để xem cách nha các bạn. Sau đó thì các bạn cứ tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Thì làm nhiệm vụ chính nó sẽ giúp cho các bạn mở khóa thêm những cái kỹ năng cũng như là những cái tính năng, những cái phần quà, và sẽ nhận được thêm những phần quà giúp cho bạn mạnh hóa nhân vật của mình hơn. Thứ hai là các bạn vào những cái phúc lợi miễn phí này để nhận nha các bạn. Chứ cái nào mà có dấu chấm đỏ mà miễn phí thì các bạn cứ nhận. Nha các bạn, hay là đi tầm bảo miễn phí nha các bạn. Đồ kho để lấy đồ ra. Mấy cái nào mà nạp thì như bạn có điều kiện hay bạn có nạp, còn không thì thôi nha bạn. Tại vì game này nó nhận reward nha bạn, nên là bạn không cần nạp vẫn sẽ nhận được VIP VIP miễn phí để cho các bạn có thể cài. Nhưng mà thông thường những cái tựa game cho miễn phí VIP các bạn thì tại vì miễn phí nên là ai cũng như ai hết các bạn, nên là giống như VIP không vậy. Sau đó thì các bạn vào phần mục tiêu 7 ngày để tiến hành làm những cái nhiệm vụ trong 7 ngày đầu khi mở server nhé các bạn. Hay nhiệm vụ này thì nó sẽ giúp cho bạn những cái phần thưởng, và nếu như bạn không biết gì thì bạn có thể vào đây để có thể là nhận quà. Sau đó thì các bạn tiến hành là mạnh hóa nhân vật của mình bằng cách đeo trang bị nha các bạn, kinh mạch, danh hiệu, cảnh giới, thành tựu hay là bộ tinh bàn, tăng cấp những cái kỹ năng đó bạn, học những cái nội tại và thiên phú nữa. Có bạn cũng đừng quên là sưu tầm cho mình những cái bộ thời trang như là ảo hóa, bộ nhộng hạng, bồi dưỡng nha bạn, thì nó cũng sẽ giúp cho các bạn tăng lực trí, thần hồn cũng y chang vậy, hồn trang cũng y chang vậy, rèn thì bạn có thể khảm cường hóa ngọc, đức linh tỷ lệ cường hóa dân dân những cái trang bị của mình. Các bạn cũng đừng quên kích hoạt những cái ảo hóa như là cánh các bạn, những cái con thuốc cải, con vết, vũ khí để cho các bạn có thể là nhận về cho mình những cái lực chiến hay là những cái bước chân nè các bạn, pháp trận các bạn, cánh, phi phong, chiến linh, khí tức, bộ sức, nhân dân. Và sau đây là những cái đồng hành nha bạn. Đồng hành thì các bạn cứ có thì bạn cứ tăng cấp đồng hành các bạn. Còn thần binh thì bạn có thì bạn tăng cấp thôi bạn. Và kết hợp thì cái tính năng nữa các bạn. Ngoại hình thì cũng như trang vậy. Còn trong túi lọ bạn có nào kích hoạt được thì bạn cứ kích hoạt. Lưu vực nè các bạn, lưu vực sơn hải đồ giám không phải túi này rồi thì các bạn cho không phải ăn đi các bạn, sẽ thăng cấp. Mình đang có tiên viên nữa bạn, hào quen tướng phong thần mật ốc, mấy nào có thì các bạn cứ nhận thôi bạn.
Còn bạn nào có điều kiện hơn thì các bạn có thể nạp đầu nha các bạn. Thì game này cũng có nhiều cái chế độ chơi đó các bạn. Đây các bạn, thường thường bạn nào thích mấy cái trò trò survival các bạn thì các bạn có thể chơi những cái game survival như thế này nha các bạn. Game tránh né như thế này nè, game sinh tồn survival như thế này. Thường thì mình cũng hay chơi mấy game sổi bộ này đó. Nhưng mà game này như nó hơi khó. Mình còn một máu thôi nên là mình sẽ cẩn thận hơn một chút. Sau khi mà được những cái kinh nghiệm á thì các bạn có thể chọn nha các bạn. Nhưng mà thôi nên dầm chết đi vậy. Có thời cứ nhẹ hơn nha các bạn. Hay là có những cái phụ bản boss nha các bạn. Các bạn cứ khiêu chiến để có thể lên tầng nha các bạn. Hai bạn có thể đi săn boss. Và bạn cứ tiếp tục làm nhiệm vụ như này thôi bạn. Thấy này thì đa số thì bạn cậu như ID thì đa số thì nó vậy thôi bạn, chứ không có gì khác. Thì khi bạn lên cấp càng cao á thì nó sẽ mở thêm nhiều tính năng mới cho các bạn đi cài cuốc nữa.